Mới đây, mạng xã hội xuất hiện bài viết về câu chuyện một doanh nghiệp đi đăng ký xe tại thành phố Hồ Chí Minh và bấm được biển số đẹp 51D55556. Nhưng sau đó cảnh sát giao thông đã yêu cầu bạn đến trả lại. Theo đó, một tài khoản chia sẻ: ngày 20 tháng 5 năm 2020, công ty của người bạn đem hồ sơ đi đăng ký chiếc xe tải, loại xe đạp chân. Sau khi anh cảnh sát giao thông VTT, cán bộ đăng ký xe nhập dữ liệu và kêu bấm số, anh bạn bấm được số 51D55556 ra biên nhận, nên anh bạn gửi về cho ngân hàng giải ngân và đi đăng kiểm. Nhưng oái âm là anh T gọi bảo đem trả lại bản số và đăng ký lại. Anh bùi ngùi kể lại, thấy bấm số đẹp, các công ty ai cũng mừng, niềm vui chưa trọn vẹn thì bị đòi lại. Ngay dưới bài viết, nhiều bình luận bày tỏ hoài nghi khi một công ty bấm được biển số đẹp nhưng lại bị đòi lại là rất vô lý, và đặt vấn đề liệu có gì khuất tất phía sau. Anh Trần Trung Nghiệp, 31 tuổi, người của công ty bán xe được cử đi đăng ký xe cho một công ty có trụ sở ở quận Bình Tân, là người đã bấm được biển số đẹp. Anh Nghiệp cho biết anh đang rất bực bội vì bị kéo vào một chuyện sai sự thật. Theo lời kể của anh, ngày 20 tháng 5, anh đi bấm số ở đội đăng ký và quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, điểm đăng ký An Sương, thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt BC08 công an thành phố Hồ Chí Minh. Khi bấm ra biển số đẹp, cảnh sát giao thông không nói gì hết và cấp giới hạn 2 ngày sau đến nhận kết quả. Tuy nhiên, sau đó trục trặc về số khung số máy hơi mờ, nên một cảnh sát giao thông đã báo lên kiểm tra lại. Sau đó anh Nghiệp đã báo với nhân viên, chứ không có chuyện cảnh sát giao thông đòi lại số hay đòi làm tiền. Sau khi thấy tờ giấy hẹn xuất hiện trên mạng xã hội, anh Nghiệp đã gọi sang phía công ty mua xe để hỏi, thì công ty trả lời cũng không biết người phụ nữ này. Phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi xuất hiện thông tin trên mạng xã hội, phòng đã rà soát và kiểm tra lại quy trình cấp biển số cho trường hợp này nhưng không phát hiện sai phạm. Cán bộ làm việc đúng quy trình. Đại diện BC08 khẳng định, khi đã bấm biển số, dữ liệu ngay lập tức được lưu vào hệ thống dữ liệu của cục cảnh sát giao thông, nên không thể nào có chuyện biển số đẹp cảnh sát giao thông đòi lại được.